Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để lồng cái video vào một cái ảnh PNG với phần mềm Filmora 11 nhé. Thực ra thì cái hiệu ứng này bạn có thể kiểu dùng dạy học này, lồng cái video vào một cái khung rất là đẹp. Sau đó bạn có thể trình chiếu để nói chuyện cái gì đấy. Thế hoặc là bạn có thể dùng làm cái màn hình kết thúc thì cũng được. Nói chung là nhiều cách để sử dụng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là dễ thôi. Video này sẽ rất là ngắn. Ok, đây là màn hình của mình. Trước tiên mình sẽ tạo một cái dự án mới. Ấn vào đây để tạo New Project. Nhân tiện là nếu như mà bạn nào mà muốn mua Filmora 11 ấy để xóa cái logo ấy thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả nhé. Mình có hỗ trợ các bạn mua với mã giảm giá là 20% đấy, bản quyền trọn đời của Filmora 1,5 triệu nhé. Ok, bây giờ mình sẽ phải đưa cái ảnh và cái video vào. Ví dụ mình có một cái ảnh mình đã thiết kế với lại cái phần mềm Canva. Ok. Đây là cái ảnh nhé. Đây là cái ảnh này. Video ở đây mình kích đúp cho các bạn xem cái ảnh mình design kiểu giống như dạng giáo dục ấy. Mình có một cái ảnh của mình ngồi ngay đây. Và cái video thì ở chỗ này. Tí nữa mình sẽ đưa cái video vào ngay cái khung này. Ok, về tắt đi. Đưa cái ảnh này vào trong Filmora. Bật Filmora lên. Sau đó là mình sẽ kéo, mình thả nó vào cái phần media nhé. Kéo thả vào. Tiếp theo là mình sẽ phải kiếm một cái video. Ok, video thì mình sẽ dùng ngay cái video ở trong phần stock media này thôi. Stock media mình cho một cái video này chẳng hạn, video kiểu flycam. Mình sẽ kéo cái video này mình đặt xuống cái track số 1 ở trên timeline nhé. Nhấn vào keep project setting. Đây là cái video ở trên timeline. Đó. Rất là đẹp. Ok. Tiếp theo mình sẽ đặt cái ảnh ở lên trên cái video này, quay trở lại cái phần media, kéo cái ảnh này quay vào đây. Đó. Sau đó bắt đầu mình sẽ kéo cái ảnh ra cho đủ chiều dài của video nếu bạn thích, hoặc là bạn có thể cắt cũng được. Ok, play. Cái ảnh này nó đang có cái hiệu ứng zoom vào. Thế là cái hiệu ứng này là hiệu ứng mặc định mình đặt trong phần mềm. Các bạn có thể bỏ nó đi bằng cách là kích chuột phải vào cái ảnh. Sau đó các bạn chọn là crop to fit nhé. Hoặc là bạn nhấn Ctrl F cũng được. Crop to fit. Ok, bây giờ mình sẽ phải đưa một cái mặt nạ vào đây. Mặt nạ tức là một cái mask vào giữa cái chỗ khung chỗ này. Để làm việc đó thì các bạn sẽ kích đúp vào cái ảnh. Kích đúp vào cái ảnh ở trên timeline. Sau đó các bạn chọn vào cái tab gọi là tab mask, mặt nạ. Ấn vào đây. Sau bạn chọn tiếp là cái phần này, rectangle nhé. Rectangle là cái hình vuông. Ấn vào đây đó. Thì nó đã hiện ra, tức là bây giờ nó đã co nhỏ cái mặt nạ chỗ này. Tuy nhiên cái mặt nạ này ấy, thì nó lại show cái phần, tức là nó chỉ ra cái phần mà trong mặt nạ là cái ảnh. Thì để mà bạn làm ngược lại, tức là để chỉ ra cái video thì các bạn kéo xuống. Sau các bạn nhấn vào cái chỗ này nhá, gọi là invert mask nhá. Nhấn vào đây thì nó sẽ hiện ra cái video ở trong. Ok, tiếp theo là các bạn sẽ phải chỉnh cho cái khung này, tức cái khung mask này cho nó vừa đúng khít với lại cái hình chữ nhật này. Chỉnh này, kích vào đây để chỉnh nhá. Bạn kích vào các cái mép này, chỉnh này. Chỉnh lên xuống hay chiều cao các thứ. Đó. Ok. Tuyệt đối ok. Và cái mép này thì nó hơi kiểu lem lem ra ngoài ấy. Thì bạn chỉnh cái độ mờ của cái mép đi nhá. Chỉnh cái độ mờ của cái mép là bằng cái này, Blur Strength, kéo này. Đó, hơi mờ. Tiếp theo nếu như bạn muốn thích thì bạn có thể chỉnh các cái góc này cho nó bo tròn cái góc bằng cái thanh này, thanh Radius. Radius là cái bán kính ấy. Đó, bạn kéo cái này. Nó sẽ vuông vuông tròn tròn. Kéo thì cái phần này này, bạn có thể kéo cái radius bằng cái nút màu vàng này ở trên đây cũng được. Sau đó kích vào ok nếu như bạn thấy vừa mắt rồi. Sau đó play. Video ở đây chính là ở cái chỗ này. Đó, đơn giản đấy thôi. Đấy là làm nào để lồng một cái video vào một cái ảnh PNG. Thực ra ấy thì cái thao tác này ấy, bạn cũng có thể làm bằng cách là bạn đưa một cái gọi là phông xanh vào chỗ này này. Tức là cái ảnh này ở cái chỗ này là cái phông xanh màu xanh lá cây ấy. Sau đó bạn dùng cái tính năng gọi là chroma key, bạn xóa nó đi, bạn đưa cái video bên dưới thì cũng được. Tuy nhiên là nói chung là đa số các bạn thì sẽ không có cái ảnh hoặc là cái video phông xanh. Nên ra là các bạn có thể là dùng cái tính năng mask này cũng được. Ok, video ngắn đây thôi. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới. Và nhớ đăng ký và ấn nút like cái video này nhé. Đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.